tạng bồ tát bổ nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một tập 17 bảy xin mời mở bản kinh ra phẩm thứ ba quán chúng sanh nghiệp duyên lần trước giảng đến bất kính tam bảo chúng ta xem tiếp đoạn kinh đăng này dưới đây nhược hữu chúng sanh xâm tổn thường trụ điếm ô tăng ni hoặc già lam Nội tứ hành dâm dục Hoặc sát hoặc hại Như thị đẳng bối Đương đọa vô dáng địa ngục Thiên vạn ức kiếp Cầu xuất bất kỳ Đây là Loại thứ ba Của tạo tội nghiệp cực nặng đây là điều chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Thứ nhất là bất hiếu cha mẹ thứ hai là bất kính tam bảo thứ ba là xâm tổn thường trụ xâm là xâm phạm tổn là tổn hại tội lỗi liên quan đến của thường trụ Rất nặng Đây là thuộc về giới trộm cấp Đây là điều các vị Cần phải nên biết Hầu hết mọi người Xem nhẹ đi những sự việc này Cho rằng đây là việc nhỏ Nhỏ nhặt không đáng kể Không biết được là Mình đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng điều này phật ở trên kinh nói rất rõ ràng chúng ta nhất định phải thể hội cho thật kỹ thường trụ có bốn loại thứ nhất là thường trụ thường trụ đây là chỉ những thứ như bất động sản đất đai ruộng giường nhà cửa trong tự diện am đường Đạo tràng Gọi nó là Thường trụ, thường trụ Chỉ được phép Sử dụng Nhất định không được Trao đổi mua bán Đây là vật thường trụ Nếu bạn trao đổi mua bán Thì tội này cực nặng Loại thứ hai là thập phương thường trụ Thập phương thường trụ Chúng ta thường gọi là Tứ sự cúng dường Ăn uống Y phục Ngoạ cụ Y dược Đây là tín đồ Thập phương Cúng dường Người xuất gia Chứ không phải cúng chỉ định cho một người nào đó Hết thảy người xuất gia ở trong đạo tràng này đều có phần Nếu như bạn xâm phạm lấy đó làm của riêng Đây là phạm giới trộm cấp Loại thứ ba Là hiện tiền hiện tiền Đây là chúng ta Được tín đồ Bố thí loại bố thí này phạm vi tương đối nhỏ chỉ là cho những người xuất gia hiện đang có mặt không giống như phía trước nói thập phương thập phương đó là tất cả mọi người xuất gia đều có phần vào thời xưa người xuất gia không có nhà chỉ cần vào đạo tràng nào cũng đều có thể cư ngụ được đều có thể sử dụng họ đáng được tiếp nhận bởi vì cúng dường này là cúng dường thập phương Cho nên tất cả người xuất gia đều có phận Loại thứ tư gọi là thập phương hiện tiền Những vật hiện tiền Thí dụ Người xuất gia giảng sanh rồi Những vật họ để lại Đây gọi là Thập phương hiện tiền Tuy là hiện tiền Nhưng những thứ mà họ để lại Thì thập phương đều có phận cho nên kết tội là kết từ những chỗ này Trong thế gian, thí dụ trộm cắp Bạn trộm của một người nào đó Thì bạn thiếu nợ người đó Cái gì đồng tu nhất định phải biết Nếu bạn thật sự hiểu rõ đạo lý Thông đạt chân tướng sự thật Thì người thế gian Tuyệt đối sẽ không nói Người nào đó đã lợi dụng Lời nói này không phải lời chân thật người nào đó bị thiệt thòi mắc lừa cũng không có lời nói này vì sao vậy đời này bạn đoạt lấy của người ta thì đời sau bạn phải trả lại họ đây là đạo lý nhất định rồi nhân quả báo ứng mà chúng ta đoạt lấy tương lai ở đời sau gặp phải duyên thì tài vật của chúng ta cũng bị người ta đoạt lấy nếu chúng ta Xâm chiếm của người khác Thì tương lai người ta cũng xâm chiếm của chúng ta Cho nên giữa con người với nhau Phật nói có bốn loại duyên Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn làm không xong Chỉ là mỗi việc này Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chính là đến để đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi Thì ân phải báo Oán thì quên Đừng báo nữa Là hết cái món nợ này rồi Chúng ta thiếu người khác thì phải trả Còn người khác thiếu chúng ta thì không cần đòi Là kết thúc món nợ này Từ trong đời này rồi Là dứt nợ rồi Như vậy mới có thể niệm Phật Mới có thể giảng sanh tịnh độ chứ nếu như bạn thường xuyên nhớ ân oán nợ nần ở trong tâm đến khi phật đến tiếp dẫn có kéo cũng kéo không nổi vì bạn chưa xong việc ở trong thế gian này loại việc này là không bao giờ dứt cho nên thiếu một người thì bạn trả cho một người việc này thì dễ làm nếu như là những vật cơ chính phủ địa phương. Thí dụ nói thiết bị công cộng của thành phố này, khu vực này. Nếu như bạn trộm lấy thì phiền phức lớn rồi. Vì sao vậy? Vì đã tạo tội rồi. Phải biết là thiết bị công cộng là do tiền nộp thuế của người địa phương này mà tạo nên. Nếu bạn trộm lấy, vậy chủ nợ là những người của đô thị này đều là chủ nợ của bạn rồi Bạn trả cho từng người từng người Thì bạn phải trả đến bao giờ mới có thể trả xong Cái gì nhất định phải biết Thiết bị công cộng nhất định không được trộm lấy Tội này rất nặng Nếu như thiết bị này là của quốc gia tạo nên Thì phiền phức càng lớn hơn rồi Tương lai kết tội Thì người trong một nước đều là chủ nợ của bạn hiện nay có rất nhiều người không biết tội này nặng hay nhẹ tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng tội này quá nặng quá nặng rồi đây là kết tội với người trong một nước tự diện am đường là vật của tam bảo nếu trộm thì tội này còn nặng hơn nhiều so với tội trộm cắp tiền của một quốc gia. Vì sao vậy? Nó là thông khắp mười phương, tận hư không khắp pháp giới. Tất cả mọi người xuất gia đều có phận. Vì kết tội này của bạn phải kết tội với tận hư không khắp pháp giới. Phiền phức này quá lớn rồi. Cho nên trộm một cây kim sợi chỉ, cộng cỏ nhánh cây của Tam Bảo đều bị đọa A Tỳ địa ngục có người nói điều này dường như không hợp đạo lý chút nào cọng cỏ nhánh cây cây kim sợi chỉ có đáng gì chứ tại vì sao bị tội nặng như vậy bạn thử nghĩ chủ nhân của nó là ai bạn sẽ biết được ngay chủ nhân của nó là tất cả người xuất gia tận hư không khắp pháp giới bạn liền kết tội với họ rồi phạm vi của trộm vô cùng rộng lớn không chỉ giới hạn ở trộm cắp tội trộm cắp ở trên kinh phật giải thích là không cho và lấy người phụ trách quản lý thường trụ họ phải cân nhắc phải suy tính những thứ bạn xin có nên cho bạn hay không cái nên cho bạn nếu họ không cho là họ phạm giới họ cũng phạm giới trộm cắp họ lấy làm của riêng cố ý gây khó khăn không cho bạn không nên cho bạn mà họ cho bạn cũng là phạm giới cho nên tương đối không dễ dàng quản lý tài vật của tam bảo khi không cẩn thận là tạo quả báo nghiêm trọng đạo lý này chúng ta nhất định phải biết nếu như chúng ta nói lãng phí tài vật tam bảo cũng là thuộc về giới điều này chúng ta tiết kiệm cho tam bảo được một đồng tiết kiệm được một xu là bản thân bạn đã gieo phước phước bạn gieo là rất lớn rất lớn vì sao vậy bạn là tu phước đối với tất cả người xuất gia ở trong thập phương hay nói cách khác Nếu như bạn lãng phí, xâm phạm, tổn hại Thì tội lỗi này của bạn sẽ nặng rồi Ngày nay người hiểu được đạo lý này Càng ngày càng ít Người xuất gia cũng không nói Hiện nay Pháp Sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu chứ Giảng giới luật người ta sẽ mắng bạn Họ nói ông giảng giới luật mở bản kinh ra Ông hàng ngày mắng chúng tôi Ai muốn nghe mắng đâu chứ nếu bạn muốn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có nhưng mà đó là nói lời chân thật cho nên bồ tát địa tạng nói chúng sanh cõi diêm phù đề khởi tâm động niệm thấy đều là tội lỗi lời nói này là chân thật không quá mức chút nào niệm niệm đều là đang tạo tội nghiệp niệm phật giảng sanh nói sao nghe quá dễ dàng đây là điều chúng ta nhất định phải biết phải cảnh tỉnh phải biết tính nghiêm trọng của quả báo đoạn này dưới đây điếm ô tăng ni đây là phạm giới dâm tăng là nam chúng xuất gia ni là nữ chúng xuất gia người thế gian không biết dâm ô giới tăng ni hoặc già lam nội bên dưới là gì bên dưới là không phải người xuất gia thậm chí là vợ chồng tham gia Pháp hội trong chùa chiền Pháp hội có khi tổ chức trường kỳ Thí dụ làm Phật sự Thủy Lục Hoặc giả là Phật sự Lương Hoàng Xám Đều là khoảng gần 7 ngày trở lên Pháp hội truyền giới Thì thời gian còn dài hơn Có rất nhiều cư sĩ Tham gia Pháp hội trong khoảng thời gian này ở lại trong chùa chiền tuy là vợ chồng nếu có hành vi dâm dục ở trong chùa chiền này thì cũng xếp vào trong tội này nếu như không phải vợ chồng thì tội còn nặng hơn nữa đó là tà dâm các vị phải biết đây đều là tội nghiệp đọa vô gián địa ngục người hiện tại đâu có biết được quả báo nghiêm trọng như vậy hoặc sát hoặc hại đây đa phần đều là cưỡng dâm sau khi dâm ô xong lại giết người diệt khẩu tội này càng nặng hơn tạo những tội nghiệp này đều là như thị đẳng bối đọa vô gián địa ngục thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Xem tiếp đoạn thứ tư Nhờ hữu chúng sanh ngụy tác sa môn Tâm phi sa môn Phá dụng thường trụ Khi cuồng bạch y Vi bội giới luật Chúng chủng tạo ác Như thị đẳng bối đương đọa vô gián địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Hai câu phía trước Đây là nêu ra tội Sa môn là người tu hành không phải chỉ cho tăng ni tăng ni thù thắng hơn sa môn sa môn cư sĩ tại gia cũng có thể xưng là sa môn hai chữ này là dịch âm tiếng phạn ý nghĩa của nó là xuyên tu giới định huệ diệt trừ tham sân si cho nên người xuất gia hay tại gia đều có thể xưng là sa môn được chỉ cần bạn chăm chỉ tu hành người tu hành như lý như pháp đều có thể xưng là sa môn tên gọi sa môn này ở ấn độ là cách xưng hô phổ thông tất cả mọi tín đồ tôn giáo không nhất định là Phật giáo Chỉ cần Chăm chỉ Học tập Đoạn ác tu thiện Thông thường đều xưng là sa môn Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Thì từ sa môn Biến thành cách xưng hô Thông thường của người xuất gia Phật giáo Trung Quốc nhưng mà các vị phải biết Nó bao gồm cả người tại gia Nên xưng sa môn là cách xưng hô Tương đối khiêm tốn Họ giả làm sa môn Họ không phải thật sự tu hành Mục đích của giả bộ tu hành Tất nhiên là nhằm lừa gạt chúng sanh. Đoạn kinh văn này Pháp Sư Thanh Liên ở trong cuốn khoa phán xếp nó vào hạng phá giới lừa người. Chữ cuốn trong khi cuốn bạch y nghĩa là lừa gạt, lừa chối. Bên dưới đây là nói về tội trạng của họ phá dụng thường trụ bạn không phải người tu đạo chân thật thập phương cúng dường là cúng dường cho người tu đạo bạn thật sự tu đạo thì họ được phước họ cúng dường người tu hành bạn tu rất tốt mức thấp nhất là bạn đời sau được thân người hoặc sanh thiên hưởng thiên phước họ được thơm lây một chút đây là mức thấp nhất nếu như bạn đọa xuống ba đường ác thì bạn đã phụ lòng họ bạn bị thiếu nợ họ nhà phật thường nói là một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà trả là phải trả nợ rồi nếu như bạn ở trong đời này thật sự tu hành giáng sanh về thế giới cực lạc làm phật thì phước của họ sẽ càng lớn ruộng phước này họ thật sự đã gieo đúng chỗ rồi từ đó cho thấy chén cơm này người xuất gia rất khó nuốt tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc nhở các vị đồng tu chén cơm này khó nuốt hơn cơm của người đi ăn mày nhiều ăn mày người ta bố thí cho ăn mày nhất định không nghĩ đến phải gieo phước nhất định không có nghĩ đến phải báo đáp Cho nên chén cơm của người ăn mài xin về dễ nuốt hơn Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường Cái này khó nuốt rồi Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng mà trả Thế gian có rất nhiều ngành nghề Tại vì sao bạn phải chọn xuất gia chứ Chọn xuất gia nói lời thành thật Nếu không thể giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc thì bạn sẽ chọn đi xuống a tỳ địa ngục vì sao phải làm loại việc cực khổ này chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ chứ không phải là chuyện đùa rồi vô cùng nghiêm túc chúng ta xem thấy người xuất gia hiện tại nó thực ra là họ đọc kinh quá ít. Người hiểu rõ đạo lý, sáng tỏ chân tướng sự thật này không được mấy người. Nhưng thông thường người trong xã hội cho rằng thế nào, họ cho rằng người xuất gia này rất dễ kiếm tiền, vừa không phải nộp thuế, cũng không cần kinh doanh rất vất giả. Trong thế gian làm bất kỳ ngành nghề nào cũng đều phải đi cầu học chứng rất nhất giả học kỹ thuật. Người xuất gia nếu học kinh sám Phật sự tối đa khoảng 3 tháng là được rồi, là rất thuộc rồi, là có thể bắt đầu đi kiếm tiền. Nếu như bạn có thể nói được đạo lý thiện lành đi nữa thì kiếm tiền sẽ rất dễ dàng hơn. Chỉ cần mấy năm là bạn có thể kiếm được cả mấy triệu, mấy chục triệu bạc rồi. Nhưng mà phải biết, quả báo sau này là ở A Tỳ Địa Ngục. Thọ tội ở A Tỳ Địa Ngục xong rồi. Cần phải có thời gian rất dài, rất dài để trả nợ. Nhất định không thể nói thiếu nợ mà không trả, không có đạo lý này. Nhưng quả thông cả ba đời, chúng ta phải biết. Loại cách làm này là phá đồ của Thượng Trụ Khi cuốn Bạch Y Bạch Y là tín đồ tại gia Bạn lừa gạt họ Làm trái lại với lời giáo giới của Phật Chúng chúng tạo ác Tạo ác là tham sân si mạng Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp đây là loại thứ tư phải đọa A Tỳ địa ngục. A Tỳ nghĩa là vô dáng là hạng người thứ tư. Loại sau cùng là trộm cắp vật của thường trụ. Đây là dùng tâm trộm để lén trộm. Còn nghiêm trọng hơn so với giới. Xâm phạm tổn hại phía trước Nhược hữu chúng sanh Thâu thiết thường trụ Tài vật Cốc mễ ẩm thực Y phục Nải chí nhất vật Bất giữ thủ giả Đường đọa vô dáng địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Hai cầu phía sau là quả báo mà họ phải nhận thường trụ phần trước nói qua rồi có bốn loại thường trụ nếu bạn dùng tâm trộm cắp tâm trộm cắp lén lấy hoặc là để bản thân bạn dùng bạn trộm cắp để cho mình hưởng thụ hoặc giả là cho người thân quyến thuộc của bạn hưởng thụ đều là phạm cái tội này Tội này vô cùng vô cùng nặng Trên kinh Quán Phật Tam Muội nói Trộm cắp tài vật của Tam Bảo Thì tội lỗi đó của họ Nặng hơn tội giết Tám dạng bốn ngàn cha mẹ Giết hại cha mẹ Phía trước nó là Tội nghiệp A Tỳ Địa Ngục Còn trộm cắp Tài vật tam bảo Thì tội đó còn nặng hơn Tội giết hại cha mẹ Nặng đến mức độ nào vậy Chúng ta không cách gì tưởng tượng được Phật ở trên kinh nêu thí dụ Là Còn nặng hơn cả tội giết hại Tám dạng bốn ngàn cha mẹ Bồ Tát Hoa Tụ nói trong Kinh Ngũ nghịch bốn trọng tội Tôi còn có thể cứu được Chứ người trộm cắp đồ của Tăng Thì tôi không thể cứu được rồi Bồ Tát Hoa Tụ là Bồ Tát Đẳng Giác Là ngang hàng với Bồ Tát Quan Âm Thế Chí và Địa Tạng lời các ngài nói là lời chân thật không giả dối hiện tại nơi này của chúng ta đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ đạo tràng cư sĩ hoàng hộ chánh pháp Nhân quả của đó là giống như sự diện am đường vậy. Những điều này chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta có nhu cầu gì có thể nói rõ cho thường trụ được biết thường trụ cúng dường vậy thì chính xác nhất định không được phép giấu thường trụ tự mình lén lấy vậy thì sai rồi đồ vật của thường trụ dễ bị phạm nhất là giấy giống như thông thường nói là bì thư giấy viết thư chúng ta tùy tiện lấy để viết thư riêng tuy là việc rất nhỏ người không học phật thì đâu thể biết được chứ thông thường ở trong xã hội làm việc trong cơ quan chính phủ cũng vậy Làm việc trong công ty tư nhân cũng vậy Những vật dụng của công giống như những thứ này Đều tùy tiện lấy để mình dùng Họ không hiểu được Phật lý Tôi ở Đài Trung Gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm lý lão sư làm phục vụ việc tế tự ở trong quan phủ thầy làm chánh thư ký thầy nói với chúng tôi mỗi lần thầy đi lãnh bì thư giấy viết nhất định phải báo cáo lại với quan tế tự biết tôi lãnh giấy viết bì thư có khi tôi viết thư riêng cũng phải dùng vì quan tế tự đó bảo thầy dài dòng Có người nào không làm như vậy chứ Tại vì sao ông khi mỗi lần đến lãnh Phải nói mấy câu làm chi vậy Thầy nói tôi nói như vậy Xếp đồng ý rồi Thì tôi không phạm giới trộm cắp Tôi chưa được xếp đồng ý Tôi dùng bì thư của công viết thư riêng cho mình Là tôi phạm giới trộm cắp rồi đây là người rõ lý một tờ giấy viết thư một cái bì thư thầy đều cẩn thận như vậy có thể thấy những việc khác cũng như vậy cho nên một giới rất nhỏ cũng phải lưu ý không được phép khinh mạng cho rằng đây là việc rất nhỏ không có tội không có nghiêm trọng như vậy thì chúng ta đã nghĩ sai thấy sai rồi tôi đã từng nói qua với các vị đồng tu tôi trước đây lúc học trung học có vị hiệu trưởng là tiên sinh chu ban đạo sau này ông đến đài loan trước đây ông đã từng làm chức giám đốc sở giáo dục ở trung quốc đại lục ông là người giang tây sau khi kháng chiến thắng lợi ông làm giám đốc sở giáo dục giang tây ở đài loan ông làm thứ trưởng bộ giáo dục đặc trách công tác thi cử chức này ở trung quốc chính là phó bộ trưởng thứ nhất nhà nước cấp cho ông một chiếc xe hơi khi đi công tác thì ông dùng xe công đi làm việc riêng thì đi xe buýt. Vì sao vậy? Không dám lãng phí xăng dầu của nhà nước. Không xâm phạm tổn hại tài vật quốc gia. Ở thời đại này vẫn còn chỉ quan chức như vậy. Đây là người chúng ta cần phải nên học tập. Đều là cư sĩ tại gia hàng ngày đọc kinh hiểu rõ đạo lý biết rõ chân tướng sự thật họ làm nên tấm gương để cho chúng ta xem ở trong nhà có điện thoại điện thoại là do nhà nước lắp cho ông không phải việc công thì không dùng điện thoại trong nhà con cái ở trong nhà đều không cho phép gọi điện thoại niệm niệm đều nghĩ cho quốc gia tiết kiệm giúp cho quốc gia một xu cũng là chuyện tốt một chút cũng không dám lãng phí chúng ta ngày nay cầm đến điện thoại điện thoại quốc tế không biết nói ngắn gọn cứ dài dòng nói mãi là xâm phạm tổn hại thường trụ rồi giống dĩ là chuyện quan trọng mà chỉ cần mấy câu đã có thể giải quyết vậy mà bạn cầm điện thoại lên ở đó cứ dài dòng nói mãi cứ phí dùng điện thoại này là do thường trụ trả bạn xâm tổn thường trụ mọi người không biết tính nghiêm trọng của việc này cho nên tôi khuyến khích mọi người Hiện nay chúng ta có những việc Nhất thiết phải biết Cách truyền đạt tin tức tốt nhất Hãy đều dùng máy phát Máy phát có thể tiết kiệm thời gian Bạn chỉ cần 5 phút Là có thể truyền mười mấy trang giấy rồi Mười mấy trang giấy này Nội dung bạn viết đủ phong phú rồi Cái này hay Và dạ lại họ nhận được bản phát Một lần chưa có xem rõ ràng Vẫn có thể xem lần thứ hai Điện thoại điện nửa giờ đồng hồ Không hiệu quả bằng 5 phút dùng máy phát Cho dù phí điện thoại và phí máy phát là như nhau Bạn tiết kiệm được bao nhiêu Không biết là Tạo tác tội nghiệp A tỳ địa ngục Chính mình không biết Tương lai đọa A tỳ địa ngục lại kêu oan Vô diêm la Đem những việc làm quá khứ này của bạn ra trước mặt cho bạn xem Thì bạn không còn lời nào để nói nữa rồi Chứng cứ đã rành rành rồi Trên giới kinh nói rất kỹ việc này Ở đây chúng ta đem chỗ quan trọng nhắc lại sơ lược một chút mà thôi chúng ta hiện nay cần thể hội cho được sự gian nan của vật lực tất cả chúng sanh này chúng sanh trên toàn thế giới vô tình tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà không biết Tuy là hưởng phước Nhưng phước báo đó không bao lâu Sẽ hết rồi Phước hưởng hết rồi Thì tai nạn sẽ đến ngay Tai nạn này trong Phật Pháp nói là hoa báo Còn quả báo thì ở địa ngục Hoa báo là điềm báo trước của quả báo Chúng ta làm sao có thể không cảnh giác được chứ? Tại vì sao ở trong đời này Khoảng mấy mươi năm ngắn ngủi này Vì sao không cố gắng cắn răng chịu đựng Học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật Sống một cuộc sống đơn giản nhất Cuộc sống giản dị nhất Ngoài việc hoàn pháp lợi sanh ra Đây là việc lợi ích đại chúng Chúng ta cần phải làm Còn nhu cầu đời sống của cá nhân Cần phải tiết kiệm Đến mức thấp nhất Nếu như chúng ta là người xuất gia Trên người không có bột xu Vậy là như pháp Chân thật như pháp khi chúng ta đi ra ngoài chỗ nào cần dùng tiền thì thường trụ cung ứng đi ra ngoài cũng phải tiết kiệm sau khi trở về còn dư bao nhiêu nên giao lại cho thường trụ chúng ta làm được như vậy thì nhất định được tất cả chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ Chúng ta ngày nay Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Đều không như pháp Không như lý Nói lời thành thật Chư Phật không hộ niệm bạn Long thiên thiện thần Xem thường bạn Ai ở xung quanh bạn vậy? Yêu ma quỷ quái Yêu ma quỷ quái Có cơ hội lộng hành nên bạn thường hay gặp đau khổ gặp tai ương mà mình vẫn không tự biết người không học phật họ thật sự không hiểu người học phật hiểu rõ rồi chúng ta đời này đến thế gian này để làm gì có hai việc chính. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, có hai việc này. Thượng cầu Phật đạo thì nhất định phải niệm Phật. Cầu sanh thế giới cực lạc. Đây là thượng cầu. Trong đời này nhất định làm cho được. Hạ hóa chúng sanh chính là làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. thì việc hạ hóa bạn đã làm được rất viên mãn rồi ngày nay người trong thế gian tham tài tham danh tham lợi chúng ta làm gương xả bỏ tài danh lợi cho thật sạch sẽ đây chính là hạ hóa không cần nói cũng không cần người khác biết bạn chịu làm có được một vài người biết thì họ sẽ tuyên dương. Họ sẽ nói cho mọi người biết. Ở nơi ấy, người xuất gia là làm như vậy. Những người xuất gia này thân tâm thanh tịnh được đại tự tại. Tràn đầy trí huệ. Khiến người thế gian ngưỡng mộ. Khiến người thế gian hướng về học tập theo bạn. mới có thể thu được hiệu quả lợi ích cho chúng sanh chân thật tai nạn trong thế gian này từ đâu mà ra người thế gian cho rằng những chuyện xảy ra trong tự nhiên này không có liên quan gì đến ta cho nên đùng đẩy những tai nạn này là do thiên nhiên gây ra chứ không phải do con người tạo nên đùng đẩy hết trách nhiệm rồi chỉ có người học phật chân thật biết được y báo cùng với chánh báo là một thể y chánh không hai đặc biệt là kinh hoa nghiêm đem những đạo lý chân tướng sự thật này nói vô cùng thấu triệt minh bạch chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm nhỏ nhoi như mẩy lông hạt bụi không phải là thứ gì đáng kể nhưng cũng ảnh hưởng đến tận hư không khắp Pháp giới Bạn có một niệm thiện Cũng ảnh hưởng hư không Pháp giới Một niệm ác cũng ảnh hưởng hư không Pháp giới Do đó Phật nói cho chúng ta biết Là do cộng nghiệp chiêu cảm nên chúng ta nghe xong lời nói này tuyệt đối không có nghi hoặc những vị đế dương vào thời xưa kể cả phần tử tri thức phần tử tri thức trung quốc không có ai mà không có đọc sách phật họ đều hiểu rõ đạo lý này gặp phải lúc thiên tai họ đều rất nghiêm túc phản tỉnh mà sám hối sửa chữa lỗi lầm để cứu giãn kiếp giận họ hiểu đạo lý này hiện nay người học khoa học họ không thừa nhận cái sự thật này cho rằng đây là vọng tưởng đây là ảo tưởng không phù hợp với nguyên tắc khoa học họ là mê tín khoa học những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận nào đó trong toàn bộ vũ trụ nhân sanh phật pháp là nói toàn thể Chấp trước một bộ phận nào đó Sẽ luôn làm tổn hại đến toàn thể Chỉ có quan tâm đến đại cục toàn thể Thì mới có thể giải quyết vấn đề Đây là điều chúng ta không thể không biết Phật ở trên kinh điển Đại Thừa Thường hay chỉ dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa thú Chúng ta hiểu cạn không được Hiểu sâu thì nhất định phải tự mình thể nghiệm. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Địa tạng bạch ngôn, thánh mẫu, Nhược hữu chúng sanh, tác như thị tội, đương đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm đình khổ, nhất niệm bất đắc. Vô gián cũng chính là A tỳ địa ngục có khi trên kinh nói hai loại có khi hợp chung nó lại nói rốt cuộc là một hay là hai thì không có nói nhất định rồi nhưng chúng ta có thể xem nó là một sự việc bồ tát địa tạng nêu ra sơ lược năm loại trọng tội ở phía trước đây là tội nhất định đọa vô dáng địa ngục nhược hữu chúng sanh tạo như thị tội như thị chính là chỉ năm loại lớn ở phía trước năm loại lớn này đều là mười nghiệp ác rất nghiêm trọng sau khi thọ xong quả báo ở địa ngục họ vẫn còn dư báo Dư báo Ở ngạ quỷ xúc sanh Không biết là Phải đến khi nào Mới có thể Trở lại được thân người Cho nên Được thân người là thật sự không dễ dàng Thời gian của ba đường ác Đều rất dài Đọa địa ngục thì khỏi nói rồi Đường ngạ quỷ Phật nói trên kinh Một ngày ở cõi quỷ Là một tháng Ở nhân gian chúng ta Nhân gian cúng tế quỷ thần Là cúng họ vào ngày Mồng một và ngày rằm Cúng tế họ là mời họ ăn cơm Như thế thì đúng lúc Một ngày của họ là một tháng của chúng ta Chúng ta cúng mồng một Ngày rằm là mời họ ăn cơm trưa Dạng cơm tối Là một ngày của họ mà người tuổi thọ ngắn trong đường ngạ quỷ là một ngàn tuổi, cũng tính một năm có ba trăm sáu mươi ngày. Theo như cách tính này, thì tuổi thọ của đường quỷ là rất dài, rất dài. Trước đây, trương thái viêm từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế. ông hằng ngày đi làm việc ở trong đường quỷ vẫn còn nhìn thấy có quỷ của thời triệu hán ông là người có học thức triệu hán lưỡng tấn tuy đường ông đều từng gặp mặt họ gặp nhau trong đường quỷ loại tình hình này chúng ta đều phải biết Đường xúc sanh có một số loại tuổi thọ rất ngắn, nhưng mà xúc sanh thì ngu si. Chúng vô cùng chấp trước thân hình của mình, nên rất khó thoát khỏi được xúc sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết ngày trước đây có ở tại giường kỳ thọ cấp cô độc một khoảng thời gian ở nơi đó giảng kinh thuyết Pháp. Tình xá kỳ viên đã từng có một số công trình đang xây dựng đại khái là xây nhà dưới đất có một tổ kiến. Sau khi Phật nhìn thấy liền mỉm cười, các đệ tử nhìn thấy và cười liền hỏi vì sao. Phật liền nói cho họ biết tổ kiến này trải qua Mấy đời đức Phật rồi mà chúng vẫn còn thân kiến, không phải là do tuổi thọ chúng dài như vậy, chúng chấp trước cái thân thể đó là mình. Sau khi chết rồi đầu thai vẫn làm kiến đời đời kiếp kiếp làm kiến không biết thoát khỏi cho thấy đường xúc sanh là ngu si bạn hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết ba đường ác thật đáng sợ tại vì sao bị xuống ba đường ác vậy do tạo tác mười nghiệp ác mà bị đọa xuống phá giới tạo mười nghiệp ác đọa ba đường ác mời xem kinh văn dưới đây. Ma gia phu nhân trung bạch địa tạng bồ tát ngôn vân hà danh vi vô dáng địa ngục. Đây là ma gia phu nhân nghe bồ tát địa tạng kể về vô dáng địa ngục nghiêm trọng như vậy. Đọa vào vô dáng địa ngục trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Điều này quá đáng sợ Sao gọi là vô dáng địa ngục Mà giao phu nhân thỉnh cầu thay cho chúng ta Địa tạng bạch ngôn thánh mẫu Chư hữu địa ngục Tại đại thiết vi sơn chi nội Kỳ đại địa ngục Hữu nhất thập bát sở Chúng ta thường nói là 18 tầng địa ngục Chính là chỉ cho ý nghĩa này Mười tám tầng địa ngục là mười tám địa ngục lớn Thứ hữu ngũ bách danh hiệu các biệt Thứ hữu thiên bách danh hiệu diệt biệt Tất cả chúng sanh Khi ở thế gian Tạo tác tội nghiệp có nặng nhẹ khác nhau Cho nên đòi lạc vào địa ngục thọ khổ trong địa ngục cũng có nặng nhẹ không như nhau trước đây lão cư sĩ lý bỉnh nam giảng kinh cho chúng tôi thầy có nhắc qua địa ngục mà trên kinh phật nói có hơn 70 loại Trên kinh địa tạng nói sơ lược Nói kỹ có hơn 70 loại Hơn 70 loại Chúng ta nghĩ xem, đương nhiên đó vẫn là quy nạp. Chúng loại nhiều không có cách gì tính đếm được. Phật rất giỏi về cách dùng phương pháp quy nạp. Giống như phiền não, phiền não vô lượng vô biên, nhưng Phật quy nạp nó thành 108 loại lớn. Dùng pháp quy nạp. Cho nên hơn 70 loại địa ngục cũng là pháp quy nạp. Nơi khổ nhất là vô gián địa ngục Phật nói trên Kinh Thiện ác Mà chúng sanh tạo Thấy đều có nhân quả Báo ứng Nhất định không mất đi đâu hết Thiện tâm, thiện hạnh Nhất định cảm quả thiện Ác niệm, ác hạnh Nhất định cảm ác báo Chỉ cần tạo tác tội nghiệp Thì nhất định có địa ngục Địa ngục là nơi khổ cùng cực Chúng ta xem kinh văn dưới đây Bồ Tát Địa Tạng nói Vô gián ngục giả Kỳ ngục thành Bên ngoài địa ngục Có tường thành Có thành vây quanh Thành vây quanh giống như thành lũy vậy Chu táp bát vạn dư lý Kỳ thành thuần thiết Cao nhất vạn lý Thành thượng hỏa tụ Thiểu hữu không khuyết Kỳ ngục thành trung Chư ngục tương liên danh hiệu Các biệt Độc hữu nhất ngục, danh viết vô gián. Trên kinh nói những sự việc này. Địa ngục rộng lớn, rất khó mà tưởng tượng nổi. Bác vạn dư lý còn lớn hơn trái đất chúng ta. Trái đất chúng ta không có lớn như vậy Chiều cao của tường thành Đến một muôn dặm Hiện nay máy bay của chúng ta Bay không cao đến như vậy Chúng ta hiện nay ngồi máy bay lớn nhất Cái gì thường hay đi du lịch Ngồi Boeing 747 Có thể bay đến tầng Bình Lưu Vậy là bay đến khoảng chừng hơn ba dạng thức anh Hơn ba dạng thức anh Khoảng chừng là Hơn mười ngàn mét Và theo cách nói hiện nay của chúng ta Là cũng chỉ có mười km mà thôi Độ cao này là mười km Còn đây là một dạng dặm E là băng từ trái đất đến mặt trăng trên kinh Phật nói những lời này Chúng ta phải tin Kinh Kim Cang nói với chúng ta Như lai thị chân ngữ giả Thực ngữ giả Như ngữ giả Như là hoàn toàn đúng như sự thật Không có bảy may khuếch trương Sự thật như thế nào Phật nói như thế đó Không thêm không bớt Đây gọi là nói lời như địa ngục được tạo nên từ biến hóa là hóa hiện là do nghiệp lực của chúng sanh tạo tội nghiệp mà biến hiệu ra nếu như người không tạo tác tội nghiệp nặng như vậy thì cho dù địa ngục ở trước mặt bạn bạn cũng không thể nhìn thấy là giống như cư sĩ trương thái viêm ông muốn yêu cầu đông nhạc đại đế hủy bỏ hình phạt bào lạc bào lạc là một loại hình phạt ở trong địa ngục hiện nay chúng ta nói loại hình phạt này là không có nhân đạo dựa theo lập trường nhân đạo chết thì để họ chết tự nhiên chứ đừng làm cho họ khó chịu đừng hành hạ họ như vậy đông nhạc đại đế sai tiểu quỷ dẫn ông đến pháp trường để xem ông không nhìn thấy gì ông mới hoàn toàn giác ngộ ra lời trên kinh phật nói loại hình phạt này không phải do vua diêm la thiết lập nên mà là do nghiệp lực của họ biến hiện ra vậy thì vô phương rồi không phải do người khác thiết lập nên do người khác thiết lập dựa theo lập trường nhân đạo thì đương nhiên có thể miễn xá là do nghiệp lực của mình biến hiện ra vậy thì vô phương rồi hiện tượng trong địa ngục khắp nơi là lửa biển lửa điều này chúng ta phải tin kinh phật nói địa ngục có tình trạng như vậy những tôn giáo khác cũng nói như vậy cơ đốc giáo tuy họ không nói lục đạo nhưng chí ít họ cũng nói tam đạo họ nói thiên đạo nói nhân đạo họ cũng nói địa ngục tướng địa ngục đó của họ khắp nơi là lửa từ đó cho thấy hiện tượng địa ngục nếu như người có thiền định sâu phần trước chúng ta nhìn thấy thánh nữ bà la mô cô niệm phật niệm đến nhất tâm bất loạn đến sự nhất tâm bất loạn là có năng lực tham quan địa ngục này cô có năng lực này đích thân nhìn thấy tình cảnh này cho nên chúng ta không nên hoài nghi đối với lời phật nói bên dưới nói kỳ ngục chu táp vạn bát thiên lý ngục tường cao nhất thiên lý tất thị thiết vi thượng hỏa triệt hạ hạ hỏa triệt thượng thiết xà thiết cẩu thổ hòa tri trục ngục tường chi thượng đông tây nhi tẩu đây là tường thuật hiện tượng ở trong vô gián địa ngục vô gián địa ngục là nơi mà khổ nhất ở trong địa ngục lớn. Xưng là vô gián, phần sau giải thích rõ cho chúng ta là thọ khổ vô gián là không có gián đoạn. Từ đó cho thấy tuy ở trong địa ngục khác có thọ khổ nhưng vẫn có lúc tạm ngừng. Hay nói cách khác, vẫn còn cơ hội để cho bạn tạm nghỉ Chứ vô dáng địa ngục thì không có Ngục trung hữu sàng Biến mãn dạng lý Nhất nhân thọ tội Tự kiến kỳ thân Biến ngoạ mãn sàng Thiên vạn nhân thọ tội Diệt cát Tự kiến thân mãn sàng thượng Dường là nơi xử phạt tội nhân giống như một cái đài vậy cái đài này rất lớn người thọ tội họ tự mình cảm thấy thân thể của họ cũng lớn như vậy phải chịu cùng lúc tất cả mọi hình phạt phải chịu cùng lúc nghìn muôn thứ dụng cụ tra tấn không phải nói sau khi thọ hình phạt này rồi mới tiếp nhận hình phạt khác kế tiếp vậy thì có khoảng trống đó không phải là địa ngục vô dáng địa ngục vô dáng chính là phải chịu cùng lúc tất cả mọi dụng cụ tra tấn như núi đào rừng kiếm vạt dầu cùng chịu một lượt cùng lúc chứ không phải chịu từng thứ một nhất định không có cách quản rất nhiều người tạo tội nghiệp này mỗi người cảm thấy thân thể của mình đều nằm chật khắp địa ngục này đây là hóa thân cũng chính là pháp giới vô chướng ngại mà trên kinh hoa nghiêm nói người chịu tội cùng với tất cả người chịu tội khác không có chướng ngại chịu đồng thời đồng thời cảm thấy thân thể của mình đầy khắp địa ngục Bên dưới là tổng kết Chúng nghiệp sở cảm hoặc báo như thị Ở trong địa tạng thập luân kinh Nói với chúng ta tội ngũ nghịch Tội ngũ nghịch Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng Đọa A Tỳ địa ngục Chính là địa ngục ngũ vô dán ngũ nghịch là đại nghịch bất đạo thứ nhất là giết cha mẹ cha mẹ có ân to lớn đối với mình đã không biết ân báo ân trái lại còn đi giết hại cha mẹ đây là tạo tội địa ngục vô gián thứ hai là giết hại a la hán a la hán là người tu hành đắc đạo ngài trụ ở khu vực nào là ruộng phước cho người của khu vực đó người khu vực đó có phước tiếp nhận sự giáo hóa của ngài a la hán hiện nay không còn nữa đến đâu để tìm a la hán đây nếu như nói Giết hại thiện tri thức Vì thiện tri thức này Có thể giáo hóa cả dùng đó Bạn đi giết hại họ Thì cái tội lỗi này Là ngang bằng chỉ giết A-la-hán Câu thứ nhất là Giết cha mẹ Đây là cha mẹ ruột Giết A-la-hán là thầy Ân đức nặng nhất của tất cả chúng sanh Không có gì bằng cha mẹ và thầy cho nên tất cả thiện hạnh không gì bằng đạo hiếu, hiếu thân tu sư là đứng đầu trong các thiện hạnh. Thứ ba là phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn, cũng chính là phá hoại nơi dạy học, phá hoại đại chúng dạy học. Tội lỗi này rất nặng Cuối cùng là nói Khởi ác tâm Làm cho thân Phật chảy máu Là ôm tâm Sân hận hoặc giả là tâm đố kỵ phước báo của phật rất lớn không có người nào có thể giết hại phật được phật có rất nhiều thần hộ pháp bảo hộ không có ai có thể làm tổn thương làm cho thân phật chảy máu là chuyện của đề bà đạt đa muốn làm hại phật ở trên vết núi đẩy đá lớn xuống muốn hại mạng sống của phật thần kim cang ở trên hư không ngăn chặn tảng đá này làm cho nó dở dụng mảnh vỡ rơi trúng vào chân phật làm cho ngài bị thương một chút liền chảy máu gọi là làm cho thân phật chảy máu Tội lỗi này cũng là bị đọa địa ngục vô gián Hay nói cách khác Chính là phá hoại chánh pháp Khiến cho cơ hội nghe pháp của tất cả đại chúng xã hội Bị đoạn tuyệt Nên lỗi lầm này sẽ đọa vào địa ngục vô gián Hữu chư tội nhân Bị thọ chúng khổ Câu này là nói chung Phía sau Cũng đều là nói sơ lược Thiên bách Dạ xoa Cập dĩ ác quỷ Đây là những ác quỷ Ác quỷ dạ xoa Ở trong địa ngục biến hiện ra Chấp hành hình phạt Ở trong kinh địa ngục gọi chúng là ác thú Những loại đầu trâu mặt ngựa này Họ không phải là hình dạng của người Mang hình dạng ác thú vô cùng đáng sợ vô cùng kinh dị khẩu nha như kiếm nhãn như điện quan thủ phúc đồng trảo đà duệ tội nhân người thọ tội nhìn thấy hình tướng địa ngục họ luôn muốn chạy trốn tránh né Trốn tránh nơi nào được chứ Bốn phía đều là lửa Phía trên phía dưới cũng là lửa Những con ác quỷ này Bạn muốn tránh né Thì chúng bắt bạn Ném vào trong hầm lửa Phục hữu dạ xoa Chấp đại thiết kích Trúng tội nhân thân Hoặc trúng khẩu tị Hoặc trúng phúc bối Phao không phiên tiếp hoặc trực sàng thượng những con ác quỷ này chúng trêu đùa hành hạ những tội nhân này vào thời xưa Bình khí chỉ có những thứ này Chúng ta có thể suy tưởng ra được Nếu hiện nay ở trong địa ngục Thì nhất định có khí độc Có hơi ngạt Có súng liên thanh Có những thứ này có đạn pháo, thậm chí là có nổ bơm hạt nhân. Tất cả đều có. Người trước đây ở trong tâm không có những hiện tượng này, nên không thể biến ra những thứ này. Chỉ có thể biến ra những dụng cụ tra tấn mà ở trong tâm họ biết được. Người hiện nay rất đáng sợ. Thật đáng thương. Vì sao vậy? Xem điện ảnh, xem truyền hình, xem những thứ đáng sợ đó, họ thấy đều cho vào trong a là gia thức vào trong địa ngục a tỳ thì toàn bộ đều hiện ra hết họ thấy đều phải thọ nhận nên những phim ảnh kinh dị khoa học viễn tưởng này tốt nhất là không xem cho dù có đọa địa ngục cũng giảm bớt không ít loại hình phạt lời tôi nói là thật nếu bạn thích xem những thứ này Thì trong A Lại Gia Thức lưu giữ những hạt giống này Tương lai nếu đọa địa ngục Sẽ tăng thêm rất nhiều loại hình phạt So với đọa địa ngục thông thường Là đạo lý nhất định rồi Cho nên Một người thật sự biết tu học Thì mắt Không xem cảnh ác Tài không nghe tiếng ác Tất cả những cảnh giới ác liệt này Chúng ta đừng nên tiếp xúc Đừng nên tiêm nhiễm là tốt Nhất định có lợi ích lớn cho mình Đây là nói Ác quỷ và dạ xoa Ngoài việc này ra Đây chính là chuyện trong tiểu thuyết diễn tưởng nói Phục hữu thiết ưng Đạm tội nhân mục Phục hữu thiết xà Giáo tội nhân cảnh Bách chi tiết nội Tất hạ trường đinh Bạc thiệt canh lê Trừ trường tỏa trảm Dương đồng quán khẩu nghiệp thiết truyền thân vạn tử thiên sanh nghiệp cảm như thị mỗi một loại hình phạt đều biểu thị cho vô lượng thọ khổ mỗi cái đều có nghiệp nhân Phật ở trên kinh điển đều có nói rõ Nói tóm lại là Không thể lìa Tham Sân si Ba loại phiền não căn bản này Ở trong Một đời người Nó thật ra Bị ngu si hại là nghiêm trọng nhất. Ngu si là không hiểu rõ về xử lý. Cứ dựa theo thấy biết sai lệch của mình. Hủy bán đạo đức. Chính mình tâm hạnh không ngay thẳng. Còn đi dẫn dụ người khác thấy biết sai lệch cùng tạo ác nghiệp phật khuyên chúng ta bố thí ở thời kỳ mạt pháp ấn tượng tiêu cực mà bố thí tạo ra không thể nói là không có. Phần trước nói, giả làm sa môn mà tâm không phải là sa môn. Người lừa gạt chúng sanh thật sự là có, không phải không có. Đặc biệt là ở thời kỳ mạt Pháp, Phật nói, tà sư thuyết Pháp như các sông hằng. Những tà sư này từ đâu mà có gì? là con cháu của ma dương khi thế tôn năm xưa còn tại thế ma dương ba tuần muốn phá hoại phật pháp nhưng do trí huệ đạo đức oai thần của phật quá lớn nên ma dương đành bất lực là tạm thời không phá hoại cũng học theo phật cũng đến nghe kinh nghe pháp nhưng ý niệm phá hoại phật pháp không tiêu mất mà dương nói với phật là thế nào cũng có một ngày tôi phá hoại phật pháp phật nói pháp của ta là chánh pháp không thể phá hoại được mà dương liền nói đợi đến khi pháp dẫn của ông suy yếu Thời kỳ mạt Pháp Tôi sẽ bảo ma con ma cháu của tôi Thấy đều xuất gia Khoác áo cà sa của ông Để phá hoại Phật Pháp của ông Nghe xong câu nói này Thích Ca Mâu Ni Phật Không nói một lời nào Rơi nước mắt Nghĩa là Phí như trùng trên thân sư tử Rỉa thịt sư tử Cho nên những người xuất gia dạng này Không phải đệ tử Phật Là đệ tử của ma chuyên môn đến phá hoại phật pháp cho nên chúng sanh nhìn thấy những người này họ không chịu bố thí họ thì đang hưởng phước còn chúng ta thì bị họ lừa gạt hủy nhục diệt bố thí nói bố thí không có quả báo bạn xem người bố thí thì bị thọ ác báo Khuyên mọi người tích chứa tài sản Cho chính mình hưởng thụ Làm trái ngược lại với Phật Pháp Nói tu thiện Sẽ không được quả thiện Tạo ác cũng sẽ không được ác báo Dùng những thấy biết sai lệch này Để mê hoặc chúng sanh khiến chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phía sau những người này có ma dương gia trị. Có yêu ma quỷ quái lập mưa làm gió ở xung quanh họ. Hiện nay, ở trong thời đại này, chúng ta nhìn thấy có một số tà sư thế lực rất lớn, đồ chúng rất nhiều. Thuộc hạ của họ có nhân tài Có của cải Người tu học chánh pháp Rất đáng thương Ở trong thế gian này Bị cùng đường bí lối Không có người nhận thức được chánh pháp Họ đâu phải không muốn hộ trì chánh pháp Nhưng mà họ không biết Xem tà thành chánh xem chánh thành tà không có người hiểu biết việc hoàng dương chánh pháp nhưng mà bản thân chúng ta biết rất rõ tuy không có người hiểu việc này nhưng tương lai sẽ có thiện báo đây là đạo lý nhất định rồi nhất định không thể vì người trong thiên hạ đều mê hoặc chúng ta cũng bắt chước mê hoặc biên đảo theo, thế thì quá đổi sai lầm. họ mê, ta không mê. họ tạo tội nghiệp, ta không tạo tội nghiệp. thế tôn năm xưa còn tại thế đã làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. chúng ta ngày nay nói khổ, nếu so với thích ca mâu ni phật thì cuộc sống của chúng ta tốt hơn quá nhiều so với Ngài rồi Ban đêm thì Ngày ngồi dưới gốc cây nghỉ một chút Ăn cơm thì ra bên ngoài đi khất thực Chúng ta chỉ ít vẫn không cần phải đi bác khất thực Còn có nhà để ở Quần áo của chúng ta nhiều hơn so với Thích Ca Mâu Ni Phật Đi du lịch còn có hành lý Thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật đi du lịch không có hành lý Ba y đều mặc trên người Tay cầm bát Ngoài ra không còn gì nữa Nếu chúng ta không thể nghiêm túc hành đạo Thì sao có thể xứng đáng với Phật Đà Thế Tôn năm xưa còn tại thế Tuy có rất nhiều quốc dương đại thần Trưởng giả giàu có hộ trì nhưng thức Cambodia phật không tiếp nhận. thí dụ như ông hãy sai cho tôi đạo tràng lớn, chùa chiền lớn, không có. tất cả những đạo tràng này là mượn dụng, dương kỳ thọ cấp cô độc, quyền sở hữu là của thái tử kỳ đà và của trưởng giả cấp cô độc. Ngài tiếp nhận sự cúng dường của họ Chúng tôi thường nói Phật chỉ có quyền sử dụng Chứ không có quyền sở hữu Quyền sở hữu là của họ Ngài chỉ tạm thời mượn dùng Ngài nghĩ cho chúng ta Rất chu đáo, rất viên mãn Biết được chúng ta vào thời kỳ mạt Pháp Sẽ gặp phải biết bao nhiêu khổ nạn lúc đó nghĩ đến tăng đoàn năm xưa của phật đà thì tâm chúng ta liền bình lặng ngay xin xem tiếp kinh văn dưới đây động kinh ức kiếp cầu xuất vô kỳ người tạo tác tội nghiệp địa ngục đọa lạc vào địa ngục nhất là địa ngục vô giáng đủ dài thời gian là được tính bằng ức kiếp không mong ra khỏi được nhưng chúng ta biết thế giới mà phật nói thế giới có thành trụ hoại không thành trụ hoại không là một đại kiếp ức ừ, kiếp kiếp là đại kiếp trong mỗi một cái đại kiếp thế giới đều có thành trụ hoại không thế giới này hoại rồi những người đọa địa ngục này họ đến đâu để thọ tội gì thế giới hoại thì địa ngục cũng hoại rồi chẳng phải họ có thể ra được rồi sao bồ tát địa tạng ở chỗ này nói Thử giới hoại thời, ký sanh tha giới. Thế giới này của chúng ta hoại rồi. Thế giới khác chưa hoại. Họ sẽ chuyển đến địa ngục vô gián ở thế giới khác. Vẫn là địa ngục vô gián. Tha giới thứ hoại, chuyển ký tha phương. Tha phương hoại thời, chuyển chuyển tương ký. Thử giới thành hậu hoàng phục Nhi Lai. Sự việc này phiền phức lớn rồi. Cho nên thật sự là ước kiếp mong ra khỏi cũng không được. Chúng ta tạo nghiệp này. Nó thật ra quá dễ dàng. Vô tình đã tạo ác, tội nghiệp, địa ngục. Đâu có biết là tương lai thọ khổ là thê thảm như vậy. Thời gian dài như vậy Ai biết chứ Đọc kinh này Dứt khoát không được hiểu lầm cho là Đây là Phật hù dọa chúng ta Chứ không phải là sự thật Chắc là khuyên chúng ta không nên làm việc xấu Nếu chúng ta nghĩ như vậy Là quá đổi sai lầm Đến khi quả báo hiện tiền Thì hối hận không kịp rồi phật sao có thể lừa người được chứ phương pháp phật giáo hóa chúng sanh quá nhiều quá nhiều ngài không cần dùng phương pháp lừa gạt chúng sanh này nói lời thành thật một người chánh nhân quân tử trong thế gian còn không đành lừa dối chúng sanh huống hồ là phật bồ tát bởi vì lừa dối chúng sanh cái gì nên biết Gạt một lần Về sau người ta sẽ vĩnh viễn không tính nhiệm bạn Cho nên một người chánh nhân quân tử không dùng cách thức này Nhằm giữ uy tín và danh dự của mình Vì này rất quan trọng Người thế gian còn như vậy Huống hồ là chư Phật Bồ Tát Các ngài có trí huệ viên mãn có phương tiện thiện xảo viên mãn sao có thể dùng loại phương pháp ngu xuẩn này chứ nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi liền tin lời phật nói trên kinh từng câu từng chữ đều là lời chân thật nhất định không có một câu nào là giả dối chúng ta có thể tiếp nhận có thể tin có thể làm theo thì mình có phước người có phước mới có thể tu phước người không có phước muốn tu phước cũng không tu được phật ở trên kinh thường hay nhắc nhở chúng ta tu phước đều là người có trí huệ có phước đức Vô gián tội báo Kỳ sự như thị Đây là nói một cách đơn giản Về tình hình đại khái Của sự thọ báo Trong địa ngục vô gián Cho ma gia phu nhân Hữu Ngủ sự nghiệp cảm Cố xưng vô dáng Bồ Tát Địa Tạng vô cùng từ bi giải thích thêm cho chúng ta tại vì sao địa ngục này được gọi là vô gián là bởi vì có năm loại nghiệp năm loại nghiệp Cảm ứng loại khổ báo này Cho nên gọi là vô gián Năm loại diệt này không có sự gián đoạn Hà đẳng vi ngũ Nhất giả, nhất giả thọ tội Dĩ trí kiếp số vô thời gian tuyệt Cố xưng vô gián Đây là nói thời gian bị hình phạt không gián đoạn Từ lúc vào địa ngục phải trải qua ức kiếp mới ra được từ địa ngục ra trong thời gian này bị phạt tội ngày đêm không gián đoạn không có cách quản thời vô gián nhị giả nhất nhân diệt mãn đa nhân diệt mãn cố xưng vô gián Loại thứ hai là hình vô dáng Thân hình của mình Luôn cảm thấy thân thể của mình Đầy chật cả địa ngục Địa ngục lớn cỡ nào Thì thân hình bạn lớn cỡ đó Đây là hình vô dáng Ở trong địa ngục có biết bao nhiêu người chịu tội mỗi người đều cảm thấy thân của mình lớn như địa ngục vậy địa ngục này là hóa thân giống như ánh đèn trong giảng đường chúng ta vậy ánh sáng của mỗi chiếc đèn đều tràn đầy cả giảng đường này mấy mươi chiếc đèn mỗi chiếc đèn đều tràn đầy không ngăn ngại lẫn nhau thân hình địa ngục đều giống như vậy Thứ ba là thọ khổ vô gián. Tam giả, tội khí. Đây chính là hiện nay chúng ta gọi là dụng cụ tra tấn. Xoa bỏng. Đây đều là những dụng cụ thường dùng trong hình phạt vào thời xưa. Ưng xà, lan khuyển, đều là bằng sắt Phần trước chúng ta xem thấy hiện ra hiện tượng chim ưng sắt, rắn sắc, Sói sắt, chó sắt La sát và dạ xoa, ác quỷ Vô cùng hung ác này Đôi ma cứ tạc Chúng ta xem thấy trong bức tranh địa ngục biến tướng độ người bị đem đi xây người này bị cưa từng khúc từng khúc tỏa trước hoạch than Hoạch than chúng ta gọi là cho vào chảo dầu cho vào dạt dầu tỏa trước trước là dùng dao chặt đều là những tội nghiệp mà họ tạo tác trong đời. Những hạt giống này được lưu giữ ở trong A Lại Gia Thức đến khi vào địa ngục toàn bộ đều hiện ra. Người bình thường không ăn chay, ăn thịt. Những chúng sanh này ở trong bếp ta đem nó chặt thành từng cục từng cục. chỗ này nói khi đến địa ngục hiện tượng này sẽ hiện tiền những con ác quỷ này đem thân thể của bạn cũng chặt ra thành từng miếng từng miếng một giống y như vậy. cho nên đây là hóa hiện nhất định không thể tránh được rồi. thiết vọng thiết thần thiết lư thiết mã những con quỷ vô cùng hung ác này thường gọi là đầu trâu mặt ngựa xanh cách là thủ nhiệt thiết kiêu thân đây là nói tình trạng thống khổ của việc thọ hình phạt Sắc Sau khi nấu chảy ra Nhiệt độ đó nóng cỡ nào Liền tưới lên thân thể Thân thể lập tức bị cháy bỏng lỡ loét Cơ thôn thiết hoàng Khi bạn đói bụng muốn ăn Thì ác quỷ này hỏi Ngươi ăn à Mở miệng ra Nó nhét hoàng sắc vào miệng bạn Hoàng sắc đều là nướng cho thật đỏ lên không phải là hòn sắt nguội Là hòn sắt nóng Khát ẩm thiết trấp Tùng niên cánh kiếp Số na do tha Khổ sở tương liên Cánh vô gián đoạn Cố xưng vô gián Chỗ này cũng là nói sơ lược về mấy loại Nói kỹ nói không hết chúng ta ngày nay cởi tâm động niệm hết thảy tạo tác làm sao mà không có quả báo chứ nói không có quả báo lời nói này thật sự là tự dối mình dối người nhất định có quả báo cho nên con người sống ở đời sống mấy mươi năm ngắn ngủi này tại vì sao không học làm một người tốt chứ đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian vậy chúng ta phải tiết kiệm phải nhẫn nhịn Trong luận ngữ Có ghi chép Khổng lão phu tử Có năm loại đức hạnh Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng Phu tử đối nhân sự thế Luôn ôn hòa Lương thiện cung kính Cung kính đối với tất cả mọi người Mọi sự mọi vật Tiết kiệm nhường nhịn Đích thân Ngài làm đến tấm gương cho chúng ta xem Chúng ta phải biết học tập Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện Còn viên mãn hơn cứu cánh hơn triệt để hơn tại vì sao không học thánh nhân tại vì sao không học bồ tát mà phải đi học theo những chúng sanh tạo nghiệp này chứ thế thì quá khổ rồi thế tôn trong hội lần này ở cung trời đau lợi giao phó chúng sanh trong đời mạt pháp cho bồ tát địa tạng để ngài giáo hóa là có đạo lý chúng sanh thời kỳ mạt pháp tam độc tham sân si tăng trưởng không biết sám hối không biết hướng thiện không biết hiếu thảo cha mẹ Tôn trọng thầy tổ Không hiểu rõ Gieo nhân thiện được quả thiện Nên phải nhờ Bồ Tát Địa Tạng chỉ dạy Hay nói cách khác Thời kỳ mạt Pháp Thật sự có thể chỉ dạy tất cả chúng sanh Thì bộ kinh này là khóa trình Nhất định cần phải tu học Phải thường xuyên giảng giải Thường xuyên tuyên dương Phật đem diện Hoàng Kinh này ủy thác cho tất cả Bồ Tát tham dự pháp hội. Sau khi chúng ta nghe rồi, phải tự mình phát tâm nhận gánh giác ngay. Những gì Phật dặn dò ta phải làm theo, ta cũng làm theo Bồ Tát địa tạng. Dựa theo lời chỉ dạy của kinh điển mà tu hành. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện Không quan tâm đến mạng sống của mình Huống hồ là sự giấc giả Ở trong cuộc sống Nhất định phải làm cho được Lời giáo giới của Phật Quả báo sau này nhất định là giống như lời trên kinh nói. Chúng ta phát nguyện cầu sanh, nhất định được sanh tịnh độ. Thứ tư là quả vô gián. Tứ giả, bất vấn nam tử nữ nhân. Khương hồ di địch. lão ấu quý tiện hoặc lâm hoặc thần hoặc thiên hoặc quỷ tội hành nghiệp cảm tất đồng thọ chi cố xưng vô dáng những chúng sanh thọ tội trong địa ngục vô dáng này vô cùng phức tạp có người nam có người nữ có người trong nước cũng có người nước ngoài Người của các loại chủng tộc khác nhau Khương Hồ, Di Địch Chúng ta ngày nay gọi là người của các chủng tộc khác nhau Lão ấu quý tiện Đây là nói về cõi người Ngoài cõi người ra Còn những cõi khác như Cõi trời Cõi Atula, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ Chúng sanh trong mấy cõi này Nếu như tạo tác tội nghiệp như phía trên đã nói Đều phải đọa vào địa ngục vô gián để thọ quả báo Long đại biểu cho cõi súc sanh Thần Trên Kinh Lăng Nghiêm có nói cõi tiên Thiên là nói trời dục giới, sắc giới Còn bao gồm cả trời vô sắc giới Đều bao gồm ở trong đó Quỷ là cõi ngạ quỷ Hay nói cách khác Năm cõi ở ngoài địa ngục Tạo tác, tội nghiệp Như trên đã nói Đều phải đọa vào địa ngục vô gián Để thọ quả báo Nơi này vì vậy gọi là vô dáng chúng sanh trong địa ngục vô dáng vô cùng phức tạp chúng ta xem thấy ở trên kinh trời tứ thiền trời tứ không tứ thiền là chỉ đệ tứ thiền ở trời tứ không sau khi tuổi thọ thiên nhân hết rồi phần lớn đều đọa vào địa ngục vô dáng người bình thường chúng ta nói đèo cao thì té nặng, tại vì sao họ bị đọa địa ngục vô gián gì Họ cho rằng mình sanh lên đến đệ tứ thiện, sanh lên đến trời tứ không, cho rằng đã chứng được đại niết bàn. Sau khi tuổi thọ hết rồi, thế là họ liền hối hận, liền phỉ bán tam bảo cho rằng chư Phật như Lai Bồ Tát nói đại niết bàn là giả tôi đã chứng được rồi sau tuổi thọ tôi hết rồi vẫn phải đọa lạc nên họ phỉ bán Phật pháp tăng họ ở sát na cuối cùng đó phỉ bán tam bảo thì tội lỗi này phải đọa địa ngục a tỳ họ không biết cảnh giới này là hư vọng lầm cho rằng là cảnh giới niết bàn nên tạo tội nghiệp cực nặng thứ năm nói mạng vô gián ngũ giả nhược đọa thử ngục tùng sơ nhập thời chí bách thiên kiếp nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh cầu nhất niệm gian tạm trụ bất đắc trừ phi nghiệp tận phương đắc thọ xanh dĩ thử liên miên cố xưng vô dáng nếu như ở trong địa ngục họ hình phạt bị chết đi thế thực sự là chúc mừng cho họ rồi là chuyện quá vui trong địa ngục chết rồi bất luận họ xanh gì cõi nào cũng là siêu sanh, những nỗi khổ sở đều giảm nhẹ hết là chuyện rất vui chết không được ở đây vừa mới chết, gió thổi qua lại sống vậy. Sống vậy là thọ tiếp. Cho nên nhất nhật, nhất dạ, vạn tử vạn sanh, vạn là miêu tả biểu pháp chứ không phải là con số. Nó còn nhiều hơn con số vạn nữa. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Làm cái sự việc này dính diễn không có ngắt quãng. Tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng không được Trừ phi nghiệp tận Nghiệp bạn tạo thọ hết ở trong địa ngục rồi Thọ hết rồi thì chết ở trong địa ngục Siêu sanh rồi Nếu như tội nghiệp của bạn chưa hết thì bạn không có cách gì thoát khỏi được đạo lý này chúng ta phải biết phỉ bán tam bảo chúng ta nêu thí dụ này để nói nếu như bạn phỉ bán bằng miệng nhất định phải đợi đến khi sức ảnh hưởng của việc phỉ bán ở thế gian của bạn mất hết bạn mới có thể thoát khỏi được nếu như sức ảnh hưởng của bạn vẫn còn thì bạn không có cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi cho nên thời gian của sức ảnh hưởng bằng lời nói kéo dài không lâu thí dụ phỉ bán tam bảo có người nghe thấy cũng bắt chước phỉ bán theo nhưng trải qua 30 năm, 50 năm Từ từ mọi người cũng quên hết Sức ảnh hưởng sẽ không còn Nếu như giống như băng ghi âm hiện nay Thì phiền phức này lớn rồi Sức ảnh hưởng này quá lớn Thời gian quá dài Nếu như có người đem số băng ghi âm ghi hình Mà bạn đã phỉ bán tam bảo này Lưu giữ lại Thì phiền phức lớn rồi nếu họ đem nó tặng vào viện bảo tàng Lưu giữ như đồ cổ Họ lưu giữ một dạng năm Thì bạn ở địa ngục một dạng năm không thể ra được rồi Đây là việc rất tệ hại Nếu như sau đó viết lời phỉ bán thành văn tự In thành sách Thì việc phức nó lớn rồi Trên thế giới này vẫn còn một cuốn sách tồn tại Thì bạn không thể thoát khỏi địa ngục A Tỳ Khi nào sách vở này Ở trên thế gian này Không còn nữa Đều hư hỏng hết rồi thì bạn mới có thể thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta xoay ngược lại. Nếu như bạn tán tháng tam bảo, tán tháng thiện, chỉ cần con sức ảnh hưởng, thì phước báo này, bạn sẽ được nhận, sẽ hưởng được. Bên thuận, bên nghịch, chúng ta nhất định phải làm cho thật rõ ràng thật minh bạch cho nên tại vì sao không giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời hay làm người tốt chứ phước báo sẽ vô biên ngược lại nếu tạo tác tội nghiệp thì khổ báo cũng là vô biên đều ở trong khoảng một niệm chư phật bồ tát dạy bảo chúng ta giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời hay làm người tốt tiêu chuẩn tốt ở chỗ nào vậy kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện chính là tiêu chuẩn tốt nhất chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm tương ưng với những gì kinh điển nói là đúng rồi Nhất định được phước Phước báo này là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết Dứt khoát không được Làm trái lại lời kinh dạy Tạo những việc ác Mưu cầu một chút lợi nhỏ ở trước mắt Vì sao phải chịu khổ báo Vô cùng Thế thì lợi bất cập hại rồi xem tiếp kinh văn dưới đây địa tạng bồ tát bạch thánh mẫu ngôn vô dáng địa ngục thô thuyết như thị nhờ quản thuyết địa ngục tội khí đẳng danh cập chưa khổ sự nhất kiếp chi trung cầu thuyết bất tận trên kinh này chỉ báo cáo đơn giản sơ lược mà thôi nếu như phải giảng tỉ mỉ đây đều là lời chân thật nói một kiếp cũng nói không hết nói một kiếp về cái gì nói tên gọi của địa ngục nói những hình phạt tên gọi của dụng cụ hành hình và sự việc thống khổ trong địa ngục đó thì một kiếp cũng nói không hết chưa nói địa ngục khác Mới chỉ nói là địa ngục vô gián mà thôi Địa ngục vô gián nói một kiếp cũng nói không hết Nếu như kế đó 18 địa ngục thấy đều nói hết Thì hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp E rằng cũng nói không xong Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Tình trạng sự thật này Mà già phu nhân văn dĩ Sầu ưu hiệp trưởng Đánh lễ nhi thoái mà nhà phu nhân thỉnh cầu thay chúng ta nghe xong những lời này rất là đau buồn có hai nguyên nhân đau buồn một là đau buồn cho chúng sanh cõi diêm phù đề mà nhà phu nhân đặc biệt quan tâm đối với cái thế gian này của chúng ta chúng sanh trong thế gian này của chúng ta vẫn tiếp tục tạo tội nghiệp không dứt đây là chỗ đau buồn của bà bản thân muốn cứu giúp nhưng lực bất tòng tâm đây cũng là chỗ đau buồn của bà đánh lễ nhi thoái bạn xem là tôn trọng đối với bồ tát địa tạng lễ nghi vô cùng chu đáo cũng là biểu diễn cho chúng ta xem để dạy chúng ta học tập tốt rồi hôm nay thời gian đã hết a di đà phật